gian thờ cúng nè, thấy không? Đó, được gói gọn ở trong một cái diện tích rất là nhỏ luôn. Trời ơi, ngon quá ha. À, chị đang đang gói bánh nhân đậu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ. Hôm nay mình gói được bao nhiêu bánh ta? Ba gia đình em với gia đình của anh Năm luôn có 5 cái lô nếp mà anh. À, hai gia đình hụng nhau ha. Dạ. Tết năm nay con được 14 tuổi. Con 14 tuổi, còn con? Con 15. Con bạn bên kia? 11. Con 11 tuổi. Dạ. Rồi có đồ mới chưa? Chưa. Ba sao ba mẹ có kêu ba mẹ mua không? Dạ, ba mẹ không có tiền. Ba mẹ không có tiền mua. Chúc chú gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Bạn này. Rồi, vậy là chúc cho chú. Chúc chú một điều may mắn, nhiều may mẹ. Bạn này. Chúc chú trăm năm hạnh phúc. Trời. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Tiếp tục thì thăm xóm không quốc tịch những ngư dân ở vùng biển hồ Campuchia về, thì Bùi Hồ sẽ trong cái dịp Tết này sẽ ghé thăm tất cả các hoàn cảnh các cô chú anh chị ở đây để mà cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm một cái nghề thương hồ ở Campuchia trôi vặt giặt về Việt Nam và căn cái Tết như thế nào nha. Thì đây là một cái căn cái ghe của anh Năng, và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ bước qua đây ha cô bác quý anh chị. Một cái Tết mà lên đơn ở đây thì mình còn lại mấy hộ chứ trước. Bên đây một hộ, bên đây một hộ. Rồi, ở đây thì có 3 hộ, đây là quây quần nhau à. Và đây là chiếc ghe có anh Năng này cô bác quý anh chị. Con qua thăm bà trước nha. Con bước qua đâu ta? Bước qua đây hả? Dạ. Dạ. Có một cái nồi bánh đằng kia kìa. Nồi bánh tét. Bà ở đây và bà phải xé cái lá chuối nè. Dạ, khô, ở đây có khô cá tra quá. Có cá tra. Chiếc ghe của cô chú anh chị ở đây đa số đều thấy nó đã cũ kỹ mục nát và xuống cấp hết à. Cũng như là các bà ở đây. Ôi bà cặp cây tiếng đừng cho lắc ghe. Dạ. Cái cây gỗ ha. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ cảm ơn chú. Anh là con trai của con, con của bà ha. Dạ. Ô nghe mùi khói bếp rồi kìa. Dạ, giống giường củi không anh chú à. Để con vô trong con coi cái con đi ra. Dạ. Rồi các bé ở đây nè, cô bác của chị ghe rất là nhỏ luôn. Và đây là cái nơi mà thờ cúng của ông hả bà? Ông mất hả bà? Dạ, cái này của già bắt đây mà. Dạ. Ông tu. Cái đó trong chặt cái này cha mẹ. Còn cái này cái gì bà? Cái dừa hả? Dạ. Ơi sao nãy chứ là ông đi cho đường đi. Ở đây là bà. Dạ, đó là cha mẹ tu. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. Anh đi lên sao đấy chừng sụp. Không, ở đây ghe của mình vẫn còn tốt mà. Dạ mà không có được đứt đinh. Dạ. Mình nấu gì chị? Dạ nấu đậu với bánh cho mấy cháu ăn. Cho em xem với được không? Dạ đây. Trời ơi ngon quá ha. Chị đang gói bánh nhân đậu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ. Hôm nay mình gói được bao nhiêu bánh ta? Ba gia đình em với gia đình của anh Năm luôn có 5 cái lô nếp mà anh. Hai gia đình hụng nhau ha. Dạ. Được 5 kg nếp là khoảng nhiêu bánh rồi chị ấp lại đây không có sao ha. Dạ khoảng 20 đòn. 20 đòn. Dạ. 20 đòn thì mình ăn được hết cái Tết rồi. Dạ. Là năm nào mình cũng gói hay sao chị? Năm ngoái thì không có tiền, không có gói. Năm nay cái anh Năm ảnh đi giải trà, cái mấy cô chú mừng trà thấy tụi nghiệp nghe cho. Năm rồi không có tiền, không gói luôn. Dạ không gói. Không gói rồi buồn không? Không biết sao giờ không có tiền, biết sao giờ đây. Một gói luôn. Bánh vậy là được bao nhiêu tiền ta? Cũng 400 mày vậy đó. Mà không có tiền gói luôn. Dạ, năm mấy vô dịch cái đồ có bùng phát quá trời, người ta đâu có ăn lục bình gì đâu mình đi chặt đâu. Chị là làm cái công việc là chặt lục bình hả? Dạ, chặt lục bình vậy đó. Ký có bây giờ còn có 400 ký rồi, mặn cái năm nay mặn cũng có chị lục bình nó thiếu cũng 700-800 ngàn, chị cũng đâu có trả gì đâu.
rồi nhờ có mấy chú gạch anh đi chụp trà, mấy chú ông nói thôi chị đồng nghiệp mấy người Việt kiều này cho anh tăng như là hai chú trà cho được tiền cái đi mua nếp gì gói cho mấy đứa cháu anh. Ồ thương quá. Rồi chặt lục bình không được, không có tiền gói bánh ăn Tết luôn. Trời ơi dạ, trời nói chi là mua luôn rồi đâu có đi được gì đâu. Ờ, ở ngoài sau đó là cái cối xây bột. Dạ, cối chị xây bột tự xây luôn hả? Không đâu, cái này không có xây, nó không hư rồi. Hư rồi. Dạ. Là hàng ngày nấu ăn mình nấu bếp củi hết luôn. Dạ. Trời ơi, cái bếp kìa, bếp khói kìa. Cô bác của anh chị thấy mà cái bếp khói củi của ở trên ghe nó vào cái Tết như thế này thấy nó bùi ngùi ngay cả một gia đình của chị. Là chị ước được rằng là muốn có một cái gì? Cái nồi bánh tét thôi hả? Không biết sao giờ có ước được cái nồi bánh tét cho con cháu ăn. Còn nhỏ. Lúc trước thì mình ở Campuchia là mình thường gói, năm nào cũng gói hay sao? Dạ, năm nào cũng gói chứ. Ăn Tết của Campuchia nó khác mình không chị? Cũng giống nhau đó anh ơi. Cũng ngày cũng trùng luôn. Dạ. Ăn Tết ở đây nó khác với Campuchia nhiều không? Em thấy cũng có khác, cũng giống nhau như Campuchia mà được vì anh em tụ hậu lợi, giờ mà không được anh em mỗi người hướng chân. Như là Tết thì anh em bằng như là Campuchia người cho mẹ 20-30, 30-40 gì đó, rồi giờ tứ lạc hết trơn rồi mạnh ai mặn kiếm sống kiếm ăn. Còn có anh Năng đó, vợ anh mắt vừa rồi với anh Yến này sáng bên với anh Việt với có nhiều cái vòng mấy nhiêu. Là mình về đây được mấy hộ ta, 4 hộ hả? Ở đây được 4 hộ với mẹ của ông Mát được hộ 5 hộ, còn mấy tay kia nghèo khổ đi lên Bình Dương mặn hết trơn. Trời ơi. Dạ, rồi không có giờ số hộ tịch sao không có chứng minh sao mặn? Bị bên chồng chỉ gì trước. Dạ. Rồi chỉ theo bên chồng chỉ không. Cái Tết của chị thấy của gia đình của mình thấy lên đên. Anh ngoài trước là chồng chị hả? Không đâu anh ruột em chưa. Chị chưa có chồng hả? Dạ. Ồ chị năm nay chứ cũng lớn rồi mà. Em nay 38, Tết giờ 39. Kén chọn quá hay sao? Còn mẹ già đau lên đau xuống vậy. Chị là nuôi mẹ chị ha? Dạ, với thằng em út rồi năm mái mẹ đau quá rồi cái bị ba tay biến nhẹ cái đầu thằng em út đi mằng ở bên cái gì xứ cậy xứ gì đi mằng nấm mà mằng ráng trả nợ cho người ta năm mái mẹ lo cho mẹ hỏi tiền vay bật hỏi cô bác anh em ta người ta cho mượn cái đầu giờ nhỏ kẹt bển mặn không có được gì trơn nhỏ kẹt gì mặn gì đóng lời mình đây chặt một bình nuôi mẹ. Dạ. Với anh em anh Năng với anh Việt này với Niến này khi vợ trà được chị cho tiếp tiền với mẹ mua thuốc cho mẹ uống. Rồi chiếc ghe này là chị với lại bác. Dạ. Với lại anh đó ở trên. Dạ. Ghe luôn ba. Dạ. Người. Dạ. Mà ảnh ngày anh được cái nhà đó đó. Nhà này nhà trên đó hả chị? Dạ nhà đó nhà của anh Niến đó, mà làm anh mượn ghe để nở nè. Ghe nè của ảnh ở rồi thấy quá trời con cái nhấp nhang quá trời rồi cô bác anh em nó sát bên cho mượn tiền. Rồi chỗ này chỗ kia mượn cho mượn tiền cái mới lên được cái nhà đó. Rồi thôi chị ngồi chị nấu đi nha. Dạ, em ra ngoài trước tâm sự với bác. Và đây là cái bếp của chị nè. Chiếc ghe này là bao nhiêu năm mà chị? Cũng lâu rồi, lúc cha còn sống cũng 20-30 năm mà. Ôi giờ lên này cảm thấy hồi bị chóng mặt luôn á. Dạ. Cô bác anh chị thấy một cái tết nghèo, một cái tết lên đên của cô chú anh chị ấy, những người mà phải từ Campuchia về á. Đây là thờ cúng nè, thấy không? Được gói gọn ở trong một cái diện tích rất là nhỏ luôn. Dạ. Và đây là ông cụ. Hồi nãy lúc vô á là gặp bà gói bánh. Cụ mất 60 năm nay rồi. Dạ. Bà ơi, bà đi qua Campuchia là năm nay bao nhiêu năm rồi bà? Con đeo này nhé. Lâu rồi chú. Lâu là nhiêu rồi hả bà? Tôi ở trên Campuchia cũng mấy đời vậy đó. Bà ở từ nhỏ luôn hả? Dạ. Bà nói chuyện tiếng Campuchia chắc chắn lắm. Cũng biết mớ ngắn vậy. Dạ. Ví dụ Tết thì tiếng Khmer mà nói sao ta? Châu sinh năm Khmer. Châu sinh năm Khmer. Dạ. Bà ăn Tết Campuchia được bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng lâu rồi chú à. Lâu. Bà về đây được bao nhiêu năm rồi bà? Về năm nay nữa 8 năm rồi. 8 năm. Dạ. Ê, lúc mà ở Campuchia bà nhớ Việt Nam không? Sao không nhớ? Nhớ. Tôi trở về Việt Nam để mấy hiệp rồi đó. Rồi tôi lên trển tôi mặn ăn. Nhưng mà sao con có nhận thấy một cái điểm chung là khi mà cô chú ở Campuchia về là thường là không có tiền bạc mà con nghe nói đánh cá nhiều lắm là sao bà? Cá hồi trước có chú ơi, bây giờ không có chú ưng nó làm. Nó ép chế quá rồi cá mắm không có nữa. Người dân của mình đánh bắt nó ép hả? Mà miên á. Miên ép dạ. Thế má đừng tâm tiền. Nó không cho mình làm. Bà không cho mình làm ha? Dạ. Dạ.
Rồi bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 74 mà. Bà 74 tuổi rồi. Dạ. Rồi bà về đây là lúc bà 60 66 hả? Dạ. 66 tuổi. Rồi giờ đây rồi bà còn lên nữa không? Ở đây luôn rồi. Ở đây có lên đâu nữa không? Dạ. Đâm chốt đây rồi đó. Cái kỷ niệm nào mà bà nhớ nhất ở Campuchia Tết á? Không. Và ở Campuchia là cái lúc mà bà còn sinh sống bên đó là cái kỷ niệm nào cho bà nhớ nhất? Trời thì cũng như thế này vậy chú. Mình như thế này nhớ như thế này. Chị ra đây đi chị. Dạ. Lên chảnh thì cũng nhớ chảnh mới nhắn vậy. Dạ. Nhớ hồi ông bà mình hồi chị đó tới giờ. Dạ. Hiện nay thì lúc trước thì bà với ông ở trên này, trên dạ. chiếc ghe này. Dạ ở đây. Bà với ông thì có mấy người con? Trời ơi tôi nói chú ơi, ghê quá à. Mười mấy người lắm. Mười mấy người con. Dạ. Anh bên đây là anh thứ mấy ta? Thứ năm rồi. Anh này thứ ba. Dạ. Thứ hai ở bên bà Hồ bên á. Trà Ninh bên. Bên Trà Ninh á. Bây giờ là gia đình mình về hết luôn rồi. Dạ, về đây hết trơn rồi. Còn mình nhớ Út Trảnh nè. Dạ. Vợ thợ mấy vợ làm cái. Với thằng em Út mà. Chị là chị thứ mấy? Thứ bảy. Chị thứ bảy. Còn dạ. anh thứ sáu là ở đâu? Chị thứ sáu. Chị thứ sáu đi làm dương mình có gia đình để thêm cái bến á. Bây giờ là trên chiếc ghe này là có bà với là chị. Dạ. Chị tên gì ta? Dạ tên Lê Thị Trên. Chị Trên. Dạ. Đặt theo tiếng Khmer là tâm không? Dạ. Dạ. Còn em Út thì mặn trả nợ người ta mái mẹ bệnh á mặn còn cạt đó. Bệnh nó chạy bệnh đó. Tết không được kìa nữa chú ơi. Bà bệnh gì? Trời ơi tôi không bà bệnh đi không có được. Còn với rượu mà tim gan thổi gì quá trời chú ơi này chút kia chút á. Lúc đó ở Campuchia về là mình đi ghe về luôn hả bà? Dạ đi ghe về gì luôn. Đồng ghe về luôn. Mấy tiếng? Động viên bạn này nè. Mấy tiếng nha bà? Mấy tiếng anh? Cũng 2-3 bữa đó. 2 bữa về tới đây á. Ồ, 2-3 ngày luôn hả? Dạ, chạy thăm đêm luôn á, chạy về ngày đêm luôn á. Trời ơi, anh lên đó là đặt vớn luôn hay sao? Không là vớn làm thả lưới, không làm nghe, lưới, dặn câu. Dạ. Theo nước quậy ở trên đó cực dữ không anh? Cực á, ngày đêm đêm vô cá làm ngày đêm đêm á. Ừ. Lên đây là mình chỉ anh thì được có đất ở. Trời ơi, mà 5 kg. Năm rồi là không có tiền gói bánh luôn. Dạ. Năm nay người ta mới cho. Dạ. Chị là làm cái công việc gì ở đây ta? Chặt lục bình. Chặt bình đó. Chặt ngày được nhiêu chị? Trời ơi, ngày như được 60-70 ngàn, không chừng khi mà 100 ngàn, không chừng 100 ngàn ít lắm, 50-60 vậy. Mình quá nghèo của mình đi bao nhiêu nổi đi bỏ xuống cảnh. Đi bộ chặt nuôi bà đây. Dạ. Dạ. Mà cụ bị tai biến. Dạ, tôi đi cũng không bây giờ tôi đi cũng không có mấy gì đi không có xa đâu. Rồi bà gói bánh được mà. Còn nó gói với tôi gói được. Bà chỉ lau lá thôi. Dạ, ta chân quề quào. Ta gung bật. Là năm nào bà cũng có tiền là cũng gói bánh tét hết. Dạ, tôi năm nào cũng gói mà không có mấy năm nay chủ trà thấy gì nó cho hả? Sao mình không mua cho nó khỏe bà? Chào chú ơi, khoe con cháu đâm rồi mua ăn không có đủ. Mình gói thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Dạ, cho con cháu nó ăn, có cái lời ra cho con cháu nó ăn nó mới đủ. Rồi mình gói có nhân thịt không? Có thịt không hay là gói nhân đồ xanh thôi? Đồng xanh không cũng được, mà tự ý mình để không để cũng được. Nhưng mà bà thường có để bà gọi vô giữa không? Có. Có hả? Dạ. Mọi sắp miếng lớn để chứ giữa là cái như làm cái nhân. Dạ. Gói gì ăn mới vui hơn ha bà ha. Dạ. Cái Tết này ngoài cái việc gói bánh thì mình đâu có mình có đi đâu chơi không bà? Trời ơi, lúc này mà đi đâu nữa chú ơi. Mấy Tết năm rồi á. Năm rồi tôi cũng đi, có đi đâu. Ở thì vẫn vẫn ở nhà cũng có mấy đứa cháu nó đi đợi cụm đồ chở gì à. Đi chơi dạ. Lúc gì lúc đi chơi thì đi. Lớn tuổi đi đâu đâu. Cũng có tiền đâu đi nữa. Không có tiền đâu đi. Cái Tết ở Việt Nam nó khác với cái Tết ở Khmer ở Campuchia không bà? Vì là ở chảnh ngay bình tĩnh, hồi bình tĩnh cũng vui lắm. Mà dưới này cũng vui lắm nè. Mình đi chảnh không? Nó còn khổ khắc. Dụ mà bánh rậu còn dưới này. Ôi, không sao có. Mà? Hả? Sao bánh lộn? Thì ăn uống đó, rồi nó bánh rộn nhau. Xả hồng đen, xả hồng đỏ làm tâm. Vậy là anh với chị với bà là nói chuyện tiếng Khmer là gành lắm luôn rồi. Không có gành đâu, không biết mớ nghe nghe mớ gì á. Nào nghe được, nghe nào nghe không được, chẳng biết sao không nói nữa. Không ngờ một cái Tết mà nó gói gọn ở trong một cái chiếc ghe như thế này.
Là chị thì không có chưa có gia đình. Dạ. Còn bà thì có 10 mấy người con. 10 đứa con. 10 người con. Ừ. Còn các bé đây là con có hai ta? Con nhỏ này con có thằng thứ 3, thứ 9, nhỏ này thứ 3. Con có ông thứ 3 này. Gỡ hả chị? Dạ. Nó lợi nó chờ. Là con của anh bên kia hết à? Dạ. Đúng rồi ông bà. Nó nghe mà gói bánh rồi nó nhào lợi đó. Ờ nghe gói bánh. Cái con nhiêu tuổi hết rồi? Con Tết năm nay con được 14 tuổi. Con 14 tuổi, còn con? Con 15. Con bạn bên kia? 11. Con 11 tuổi. Dạ. Rồi có đồ mới chưa? Chưa. Ba sao ba mẹ có kêu ba mẹ mua không? Dạ ba mẹ không có tiền. Ba mẹ không có tiền mua. Dạ. Con có được đi học không? Dạ có. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Con học lớp 5, còn bạn này? Lớp 4. Con học lớp 4, còn bạn kia? Lớp 3. Ờ, à, nhà con đâu, chỗ nào đâu? Ờ mình đây nè. À là vậy là con của anh. À, dạ. Con của anh thì anh có hộ khẩu rồi. Chưa có gì hết đâu. Nhưng chung là già chưa có. Cũng như mấy năm nay chưa có được cái dân. Anh ba đứa con này đây. 6 đứa con nè. Mình anh 6 đứa con. À. Nuôi nổi không? Anh. Dạ. Nuôi nổi không? Là gai đứa con vậy. Con vậy. Dạ nào no no rồi đói đói đây. Đói đói bữa nào nó no đi. Thì Tết chưa mua đồ cho các bé chưa hả? Có đồng bạc trong nhà nữa, thiệt luôn á. Không có đồng bạc trong nhà dạ. Luôn. Dạ. Trời ơi trời. Chỉ làm công người ta tiền bạc chưa có chân. Mấy ông chủ trà quá tệ, năm nay mặn cũng được. Làm cá bấm có được chân. Ôi trời ơi trời. Khổ gì vậy? Đi té ăn. Rồi bà Tết năm nay bà có ai lì xì cho bà chưa? Trời ơi con không mặn không được, làm sao không lì xì chú ơi. Bà có tiền không cho con mượn với. Con hỏi thiệt mà. Có một chú cho tôi với chú có tiền đâu. Không à, con tin đâu mà cho con coi với. Mà còn tiền không cho con mượn Tết với. Cái túi không nè. Túi không hả? Dạ. Trời ơi trời. Nói vậy nói chơi với bà á. Hôm nãy là nghe bà tâm sự, chị tâm sự nói là cái gì? Nếp phải cho, người ta cho. Dạ, dạ. Nếp chú trà cho. Trời ơi. Còn lá chuối định đặt cũng cho nữa nè. Lá chuối này ta cho luôn. Ta cho mấy chị đó. Sáng hôm nay nè, chị Tư Hùng chỉ thấy chỉ kêu trồng chuối, kêu lỡ đó chặt lá đi rồi gói đi rồi chị Sáu Ôm với bán đậu chịu cho 1 ký. Rồi đồ chưng cúng sao ta? Cái này là của chị Sáu Ôm, chỉ thấy nghiệp vậy chị bán chịu cho 1 kết đó. Mua chịu. Nhiêu tiền? Kết gì 185 à. Rồi tiền trả sao? Như là mình chặt lục bình được 30-20 thì gửi cho anh ta. Gửi, mua trả góp. Dạ. Mua đồ Tết trả góp luôn. Dạ. Ôi ơi trời, đối với chị một cái, cũng như bà, một cái nồi bánh chưng là rất là quý dạ, ha. Dạ, dạ. Tại vì mấy chị nghe chữ ôm chứ nói thôi đi, như là thấy khổ chứ bán gì đó, rồi chị nói gì nè, thôi chị nào chặt lục bình có 30 trả 30-20 cho chị đi. Nói ngay chỉ cho bán được cái này, còn nước cam thì chỉ thấy người chỉ cho. Nước cam cho hả? Dạ, nước cam chỉ. Vậy là Tết này trước khi ăn Tết mình thiếu được thiếu nhiêu ta? Góp tận hết cũng 700-800 ngàn. Thiếu 700-800. Dạ. Trời ơi. Vậy đâu dám mua nhiều đâu, mặn không được. Rồi cái tivi bể luôn hả chị? Dạ. Còn coi được không? Hết được luôn. Không, ôi sao mình không bán dây chai đi? Mà mấy đứa này nó không chịu bán nó đấy, để đó đi. Chừng nào coi có ta sửa rồi được không? Mà có tiền sửa được không? Nó sửa thì được. Ôi ôi, cái tivi cũ mà ước mơ là sửa lại để đó làm kỷ niệm, để đi sửa lại được coi. Dạ. Rồi để đi đụng Mỹ nhức đầu. Trời. Nhức đầu khóc lên đây vậy. Thì sao bây giờ Tết này, mỗi ngày Tết không có đồ mới cho bé là sao giờ? Bây xin sao luôn. Thôi lấy nụ cười làm niềm vui thôi chứ biết sao giờ. Dạ. Mình đâu có cần cao sang, chỉ cần một nồi bánh thôi ha. Dạ, cũng tự hộ dạ, mẹ con nha, chung vui vậy thôi. Chị có ước muốn gì không chị? Em ước muốn được cái nhà cho mẹ lên ở đàng hoàng với trả nợ nần cho hết vậy thôi. Chị thiếu nhiêu nợ nần? 700 ngàn tiền Tết hay sao? Dạ, 700-800 ngàn tiền Tết. Còn tiền của mẹ gì năm mái thiếu ta cũng 20-30 triệu, chưa trả nổi tiền góp không. Góp ngày nhiêu chị? Như là 1 triệu vậy đó, ngày 30, 10 triệu tiền tháng 300. Chị có 30 triệu tiền tháng góp 1 triệu. Dạ. Hắn góp 1 triệu rồi mình cắt lục bình góp sao đủ? Em mặn bẩn góp nhờ, còn em út bẩn nữa. Ừ. Là em góp còn chị nuôi bà. Dạ.
Mà con nhỏ gắn bằng năm nay rồi, con nhỏ góp tiền trả được cái vốn có 10 triệu còn 20 triệu. Cái lời mình hỏi anh không? Em hỏi ngày em nó mặn bệnh, nó hỏi em bệnh gì nó trả. Cái mặn bệnh bây giờ đâu có dám gì đâu. Từ năm mấy gắn bằng trả ta chú ơi. Điện về đang rồi cơ, đi gọi cũng 60 triệu quá. Yeah. Anh em cho rồi hỏi tiền anh em buông lo cho bả, mẹ bỏ mẹ. Hồi đó giờ các con có được lì xì không? Không hả? Dạ. Lì xì là sao biết không? Dạ biết là người ta cho tiền rồi mình chúc người ta lại. Ta cho tiền mình chúc ta lại. Dạ. Chúc sao ta? Rồi rồi xuống này nè, chú ấy này. Xuống đây nói chuyện. Xuống đây nói chuyện chơi ha. Con xích qua đây đi. Ba bạn xích qua đây đây. Một cái tết mà của những cô chú anh chị là những người Việt Nam sống ở Campuchia mà không quốc tịch phải trở về Việt Nam như thế này. Mà một cái tết phải nói là rất là lên đên. Và chắc có lẽ là chỉ như bà ở đây, cô chú ở đây thì mới cảm nhận được cái sự khó khăn ở trong những ngày tết như thế này. Chia sẻ thật với mọi người, mình cũng có đi tham quan những cái chợ tết ở Sài Gòn á. Thì đối với những người ở Sài Gòn á, một cây đu đủ nhỏ thôi 15 triệu là chuyện bình thường. Dạ. Một cây mai thì có thể 10 triệu, đôi khi đến tiền tỷ. Nhưng mà đối với những cô chú này thì chỉ cần một nồi bánh tét đơn giản ở miền Tây cho cháu ăn luôn là nó đã đủ vui rồi. Dạ. Cái tết của người giàu nó sẽ khác với cái tết của người nghèo. Dạ. Trời ơi, không biết ngày xưa giờ các bé thì không biết lì xì là gì luôn. Thôi bây giờ chú đến đây á thì chú không có chuẩn bị nhiều. Tại vì chú biết là các bạn ở đây là rất là nhiều các bạn ở đây. Mà các chú bây giờ ở đây thì có mà còn ở mấy bao lì xì. Hết luôn rồi. Bây giờ thì chú thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á ha, gửi cho các bạn lì xì cho các bạn mỗi bạn 100.000 tiền tết nha. Dạ. Chú còn cảm ơn chú. Hồi nãy mua bao lì xì chúc chú đi. Đây chú gửi cho bạn này 100.000 nè. Dạ, con chúc chú thật nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Bạn này. Vậy lại chúc cho chú. Chúc chú một điều may mắn, nhiều may khỏe. Bạn này. Chú trăm năm hạnh phúc. Chú đâu có lấy vợ đâu rồi trăm năm hạnh phúc. Rồi ngoan. Chúc chú giàu sức khỏe. Chúc à, đây là quà của chú Kevin Trần ở Mỹ á ha. Dạ. Má cũng chúc cho chú vậy đó. Chúc cho chú giàu giàu sức khỏe, xin giữ người nan. Đây em có sự chuẩn bị, cô chú Kevin Trần là gửi cho các bạn kia rồi. Dạ, bất ngờ quá. Mày bất ngờ. Rồi các con qua đó đi. Rồi chúc ăn tết vui nha, có tiền vui không? Dạ vui. Đó rồi. Thầy chị qua đây chị với chị. Còn có bé thì em cũng. Ôi còn một bạn nữa hả? Bé đậu đậu nhỏ nè. Nè. Để chúc cho chú. Cảm ơn chú. Con trai đỡ. Này con trời con ơi con trời. Nên em không có rút nhiều tiền nên là nữ là vì không biết. Dạ không biết. Dạ. Đưa quà vậy chú trên bờ chú xuống đây nó nhá nữa rồi. Nó đúng có tầng ngại cái ghe. Chốt mặt luôn. em đến đây á thì nói chung là tại nãy em có ở Hồng Ngự cũng tiền không có nhiều. Thì em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ luôn thì cũng gửi cho bà với là chị 500.000 nữa ha. Đây em gửi cho bà với là chị cũng tết ha. Chú được nhiều may mắn nha chú. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Cho chú mình chẳng đã cũng nhiều dồi dào sức khỏe, bước qua năm mới cũng dạng sự như ý mình ăn như dạ cho mình dạ. Có tiền có bánh dạ. Ăn tết dạ. Tiếc quá hồi nãy mình cái em không có rút được nhiều á dạ. Cái rồi thôi chúc cho gia đình mình ăn tết vui vẻ dạ 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 cảm cái ơn tết đầm ấm và đặc dạ. Biệt là có bánh cho các bé nữa dạ cũng cảm ơn chú. Hôm nào thì con sẽ quay trở lại dạ con sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất dạ.
để cho mọi người cô chú anh chị ăn Tết ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ, dạ xin thay mặt cho các cô các chú ở đây như là các bà đây cảm ơn chú Trang Minh Trần như các cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ một cái Tết như thế này. Dạ.